Ở trên Facebook thì tôi có chia sẻ một cái bài viết cho vui Đó chính là làm sao để chọn token tốt cho mùa altcoin Thì trong bài viết này các bạn thấy là chỉ có cái hình Thường thì không biết là đây là cái phim nào Nhưng mà các bạn thấy là có một cái lỗi rất lớn của đạo diễn Đó chính là người phụ nữ này nhắm vào cái ống kính Nhưng mà cái mắt nhắm thì lại nhắm mắt lại Còn mắt bên kia thì mở ra thì làm sao để nhắm được Thì ý mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái mùa altcoin Có nghĩa là cái mùa mà những cái đồng nhỏ tăng trưởng mạnh đó những cái đồng mà ngoại trừ Bitcoin đã tăng trưởng mạnh thì mua altcoin thường là sẽ tới khi mà Bitcoin phá đến cái đỉnh cũ khi Bitcoin thực sự rời khỏi cái mức là 20.000 đô và không trở lại thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự ao ạt của cái số tiền mới đổ vào Bitcoin sau đó tiền từ Bitcoin sẽ đổ vào những cái altcoin lớn khi mà những nhà đầu tư muốn có được lợi nhuận cao hơn tại vì họ nghĩ là họ đã lợi chứng đỏ của Bitcoin và sau đó từ những cái altcoin lớn tăng trưởng giá cả sau đó cái số tiền lợi đó sẽ được đẩy qua bên altcoin nhỏ hơn Đây là cái thời điểm gọi là mùa altcoin khi mà tiền mới trên thị trường đổ vào thị trường crypto này Khiến cho giá cả của những altcoin tăng lên rất là mạnh Các bạn thấy được là Bitcoin thì vốn hóa cao hơn Cho nên các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta nói ví dụ như là có 10 triệu đô la mới đưa vào thị trường này Đưa vào Bitcoin thì Bitcoin có thể là chỉ tăng vài phần trăm mà thôi Nhưng mà nếu như cùng số tiền đó từ Bitcoin mà chảy qua những all coin, all coin cái altcoin Thì altcoin có vốn hóa nhỏ hơn rất nhiều cho nên cũng có số tiền đó nhưng mà thì dẫn đến là altcoin tăng gấp đôi gấp ba lần đây là cái mùa altcoin mà nhiều người nói tới năm 2017 khi mà thức gì bữa sáng các bạn được là trong vòng một ngày thôi những cái altcoin nhỏ có thể tăng lên là gấp hai gấp ba lần và mới đây các bạn cũng đã chứng kiến những cái altcoin như là, là XRP hay là Stellar Lumens mà trong thời gian một tuần có thể tăng lên hơn 100% phần đó chỉ là cái sự bắt đầu của mùa altcoin thôi khi mà thị trường đầy FOMO như vậy thì thực ra mà nói là các bạn có thể chọn bất cứ altcoin nào cũng đều có sự tăng trưởng hết Hầu hết altcoin của năm 2017 đều tăng trưởng Và các bạn thấy được là những cái altcoin đó cho tới ngày hôm nay thì không còn bao nhiêu o coin hết Những cái dự án đó thì hầu như là vẫn còn Nhưng mà cái giá đã cách cái giá cả thì sư rất là nhiều Và hầu như là cái đội phát triển cũng không còn hứng thú phát triển những dự án đó nữa Cho nên khi mà một, một altcoin đến á, thì Lúc mà giá cả tăng thì các bạn có thể cảm thấy là mình rất là giỏi Các bạn có thể là chọn bất cứ dự án nào Thì cũng có sự tăng trưởng đột biến Nhưng mà các bạn cần phải cẩn thận tại vì những cái altcoin nhỏ đó thì tương lai như thế nào chúng ta cũng không có biết cho nên cuối cùng thì các bạn cũng cần phải cẩn thận để mà trade làm sao cho hợp lý các bạn cần phải quản lý vốn hóa cũng như là chốt lời khi mà cần thiết nếu như các bạn bỏ lỡ cái cơ hội chốt lời thì những altcoin các bạn thấy được là những altcoin mà bây giờ vẫn còn đang phát triển như là Cardano các bạn thấy được cái giá bây giờ so với cái giá của cái đỉnh cũ đã cách xa rất là nhiều các bạn thấy được là cái giá đỉnh cũ là hơn một đô la bây giờ Cardano các bạn thấy là chưa đến 20 cent mặc dù là một cái dự án vẫn còn đang phát triển rất là nhiều chứ đừng nói tới những cái dự án mà nhỏ hơn bây giờ các bạn thì được là không biết là nó nằm hạng thứ mấy có thể là hạng 300, 400 nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ với các bạn đây là khi mà mua coin đến thì có thể là các bạn không cần phải tốn quá nhiều thời gian để mà chọn ra một cái đồng có thể có được lợi nhuận nhưng mà các bạn cũng đừng nên để cái sự tự tin đó đừng để cái sự lạc quan đó khiến cho một cái mảng đầu tư đang có lợi chỉ thành có lỗ tại vì lý do là chốt lời không kịp khi mua altcoin đi rồi thì các bạn có thể là không còn có lợi nhuận đó nữa và trong tay các bạn chỉ còn có những cái đồng altcoin mà không có giá trị mà thôi nói tới altcoin thì chúng ta hãy nhìn vào một số những thông tin được chia sẻ liên quan tới ethereum thì sàn kraken kraken là một cái sàn ở hoa kỳ thì đã đưa ra cái thông báo là sàn kraken này sẽ hỗ trợ staking cho ethereum cũng tương tự như là coinbase thì sàn kraken này nói là Ethereum á, staking là cái lợi nhuận là từ 5 cho đến 17% mỗi một năm Các bạn nhắn tin thông thường có phải là Ethereum có cái phần trăm lợi nhuận là khoảng chừng là 6% một tháng hay là không thì đương nhiên là không phải các bạn thấy được là lợi nhuận của Temium chỉ từ 5 đến 17% một năm mà thôi và khi mà các bạn muốn tham gia vào sàn Kraken để mà staking thì các bạn có thể là gửi đồng mì tên của mình vào trong cái sàn này và cái dịch vụ staking sẽ bắt đầu dựa theo cái thông tin này là bắt đầu ngày hôm qua rồi thường thì chưa có thử tại vì thường cũng không phải là một người mà đang sử dụng cái sàn Kraken nhưng mà dựa theo cái thông tin này thì khi các bạn tham gia vào staking đó, thì sẽ có ba cái loại đồng mà được chia sẻ bởi Kraken. Đầu tiên hết đồng Ethereum hiện bây giờ thì đồng Ethereum hiện bây giờ các bạn tham gia vào staking đó, thì đồng đó sẽ được stake để các bạn có thể có được cái lợi nhuận hàng tuần. Họ sẽ chia lợi nhuận các bạn hàng tuần thì lợi nhuận bao nhiêu thì tùy theo là có bao nhiêu người stake. Thì các bạn thấy được là khi các bạn stick ở trên mạng lưới của Kraken thì sẽ có một đồng khác được đưa ra đó là đồng Ethereum 2 S đây là một cái đồng đại diện cho cái số lượng Ethereum các bạn test trên mạng lưới của Kraken thì ngoại trừ Hoa Kỳ và Canada ra những cái quốc gia khác mà có thể sử dụng sàn Kraken đó thì có thể là giao dịch đồng Ethereum 2.S này đây là một cái đồng đại diện cho cái số lượng Ethereum các bạn lưu trữ trên mạng lưới Kraken như là thùng mới vì chia sẻ các bạn có thể mua bán những đồng này như là những cái token khác tuy nhiên giá cả sẽ khác hơn và cái số lượng mà lợi nhuận mà các bạn có khi mà các bạn stake đồng Ethereum đó thì cái số lượng lợi nhuận đó sẽ đại diện bằng một đồng gọi là Ethereum 2 cho nên trên mạng lưới của Ethereum bây giờ thì sẽ có 3 loại đồng ở trên sàn Kraken Ethereum đồng hiện bây giờ Ethereum 2.s là cái đồng đại diện cho số lượng Ethereum các bạn dùng để stake và đồng Ethereum 2 là đại diện cho cái số lượng tiền lời các bạn có trên mạng lưới của Kraken thì các bạn thấy được là đồng Ethereum 2 cái đồng mà đại diện cho số lượng tiền lời các bạn có từ staking đó các bạn chỉ có thể lưu trữ mà thôi không thể gửi không thể rút không thể bán được các bạn lưu trữ như là các bạn lưu trữ ở trên cái mạng lưới của Ethereum 2 mà các bạn tự stake bây giờ vậy còn cái đồng Ethereum 2.s thì các bạn có thể là dùng để mà giao dịch ngoài trừ các bạn là một người ở Hoa Kỳ hay Canada thì sẽ không thể uh, giao dịch sử dụng cái đồng item 2.s này nhưng mà một người bình thường nếu như mà quốc gia các bạn đang ở mà sàn phát trình hỗ trợ thì các bạn có thể là gửi đồng Ethereum vào để nhận được đồng Ethereum 2 khi mà mạng lưới trả cái phần trăm thường lợi staking cho các bạn và tôi muốn chia sẻ với bạn cái thông tin kế tiếp là liên quan đến đồng Libra tại vì có rất nhiều bạn lại tiếp tục hỏi thuận về thông tin liên quan tới cái đồng Libra này thì thật ra các bạn thấy là đồng Libra đã đổi tên như thầy đã chia sẻ trong một cái video trước đây đồng Libra bây giờ gọi là đồng Diem Diem nghĩa là day như là một ngày các bạn thấy được là tại sao lại đổi đồng Libra bằng Dim thì đây là một câu hỏi mà thường không có câu trả lời Nhưng mà bây giờ là không còn đồng Libra nữa Đồng Libra các bạn cũng đã biết là một đồng mà được thông báo bởi công ty Facebook năm 2019 Và khi mà Libra này được thông báo thì có rất nhiều những công ty tham gia vào để trở thành một đối tác của cái dự án Libra này Nhưng mà rất nhiều công ty bây giờ đã rời khỏi Trước đây các bạn có những cái công ty như là Mastercard Visa PayPal thì công ty PayPal bây giờ đã rời khỏi cũng như là Master và Visa và công ty PayPal đã tự đưa ra cái quyết định là họ sẽ hỗ trợ thêm crypto này bằng cách là cho những người mà sử dụng ứng dụng PayPal mua bán crypto như Thịnh đã chia sẻ trong những video trước đây và các bạn thấy được là sự hưởng ứng của những người mà muốn mua bán crypto trên mạng lưới PayPal cũng rất là nhiều khoảng chừng là 10% nhưng mà chúng ta bây giờ hãy nói tới đồng Libra đi đồng Diem thì đồng Diem này các bạn thấy đã có một cái mạng lưới thử nghiệm bây giờ thì mạng lưới thử nghiệm bây giờ các bạn thấy được là indim.info để thùng refresh danh này lại đây là cái mạng lưới thử nghiệm của đồng đêm của nhà đồng Libra thì như bạn có thấy đồng Libra này có nên đầu tư hay là không thực ra mà nói là bây giờ vẫn chưa có đồng Libra chưa có đồng đêm tất cả đang trong giai đoạn thử nghiệm mà thôi cho nên những ai mà liên hệ với các bạn về đồng Facebook các bạn cần phải cẩn thận tại bây giờ vẫn chưa có đồng Facebook đồng đêm nào được thông qua hết và nếu có được thông qua đi nữa thì đây cũng chỉ là một dự án đồng ổn định có nghĩa là một đồng của công ty Facebook sẽ đại diện cho một đô la nhưng mà có được thông qua hay không vẫn còn là vấn đề rất là khó khăn. Các bạn thấy được là gần đây thường có chia sẻ một cái video đó chính là cái video 824 Hoa Kỳ ra dự luật stablecoin và cái dự luật này nếu như mà được thông qua thì sẽ nhắm vào những công ty tư nhân là không được tự đưa ra đồng ổn định. Nếu như mà chưa được cấp giấy phép từ những cái cơ quan như là Federal Reserve có nghĩa là cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ hay là FDIC. Nhưng mà các bạn thấy là đây là một cái dự luật Bây giờ dự luật này vẫn còn đang được tranh cãi Nhưng mà nếu như được thông qua Thì những công ty như là Facebook sẽ gặp một số những cái khó khăn Nếu như mà công ty Facebook muốn đưa ra cái đồng đêm này Một cái đồng ổn định Một lần nữa đồng đêm bây giờ là đồng Libra trước đây Thì một điều khác nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn Một điều mình cảm thấy cũng rất thú vị Tôi biết đây chỉ là một mạng lưới thử nghiệm mà thôi Nhưng mà không biết là mạng lưới cuối cùng như thế nào Nhưng mà để không refresh cái này lại Các bạn thì được đây là cái Block Explorer của đồng đêm thì thường thấy được là cái mức cao nhất mà bao nhiêu giao dịch được giải quyết một giây thì không có nhiều, chỉ là 22 giao dịch một giây mà thôi các bạn thấy được là cái này là một cái cách giải quyết giao dịch rất là thấp, các bạn thấy được là không có cao hơn mình coi là bao nhiêu. Chúng ta không biết là mạng lưới chính thức sẽ như thế nào, nhưng mà nếu như mà đồng đêm này chỉ có thể giao dịch được 22 giao dịch một giây thì sẽ không có phải là một giải pháp mà nhiều người có thể sử dụng được. Chúng ta nhìn vào một cái thông tin cái thông tin này cũng đã được chia sẻ cái tay năm 2018 thì cũng cái đây 2 năm đáng tiếc là không có những cái thông tin mới hơn thì chia sẻ với các bạn nhưng mà tài liệu thì cũng như vậy thôi các bạn thấy được là bây giờ nếu nói về Bitcoin thì Bitcoin giao dịch là khoảng 7 giao dịch trong một giây Ethereum là 20 giao dịch trong một giây cho nên nếu các bạn thấy được là đồng đêm này nếu như chỉ có thể giao dịch được 20 cho đến 24 đồng cho nên đồng đêm này nếu như mà có thể giao dịch được chỉ có khoảng chừng là 24 giao dịch trên một giây thì cái giao dịch này thật sự mà nói là cũng coi như là bằng với lại giao dịch trên mạng lưới của Ethereum hiện bây giờ nhưng mà Ethereum hiện bây giờ là đang triển khai cái tốc độ nhanh hơn sau này khi mà Ethereum 2.0 đã đến cái giai đoạn 1.5 Đồng Dash thì các bạn thấy là có 48 giao dịch trong một giây Litecoin thì 56 giao dịch trong một giây Bitcoin Cash thì 60 giao dịch trong một giây, trên giây PayPal 193, Ripple 1.500 và Visa 24.000 giao dịch trong một giây nghĩa là nếu như mà một cái đồng nào đó muốn thực sự trở thành một cái công cụ thanh toán toàn cầu thì ít ra cũng phải ngang hàng với lại Visa có thể giải quyết được 24.000 giao dịch trong một giây thì nói tới đây thì một chuyện điều mà các bạn cần phải hiểu được là một dự án giải quyết được nhiều gì hơn trong một giây như là Ripple giải quyết được 1.500 giao dịch trong một giây thì nhanh hơn Bitcoin rất là nhiều nhưng mà không có nghĩa là tốt hơn Bitcoin tại vì một trong những cái hình tam giác một cái bài toán rất khó để giải quyết đó chính là cái hình tam giác này hình tam giác này là có ba góc cạnh góc cạnh đầu tiên là phi tập trung góc cạnh thứ nhì có nghĩa là độ an toàn và góc cạnh thứ ba là tốc độ thì mỗi dự án đều phải tự đưa ra cái quyết định riêng dự án đó là sẽ chọn hai trong ba cái góc nào các bạn thì được không thể chọn cả ba cho nên nếu chúng ta nói tới bitcoin đi thì bitcoin là rất là phi tập trung và rất là an toàn nhưng mà ngược lại đánh đổi là cái tốc độ không được nhanh một cái dự án khác có thể là có cái tính phi tập trung có thể là có tốc độ nhanh nhưng mà không được an toàn một dự án khác có thể lựa chọn là có sự an toàn tốc độ nhanh nhưng mà không được phi tập trung thì các bạn thấy được là một số dẫn chứng như là chúng ta nói tới à, đồng Tron đi các bạn thấy được là đồng Tron là một cái dự án mà theo thuận thì họ lựa chọn là tốc độ nhanh an toàn nhưng mà hy sinh cái tính phi tập trung tại vì đồng Tron các bạn thấy được là chỉ có 27 validators là đại diện cho mạng lưới mà thôi mỗi một lần hay là chúng ta nói tới dự án tương tự như là USD thì EOS là một cái dự án mà có 21 block producer đứng ra làm đại diện mỗi một lần thì đương nhiên những cái dự án này là lựa chọn là có tính an toàn. Giải quyết nhanh nhưng mà sẽ bị hy sinh cái tính phi tập trung. Cho nên các bạn thấy được là một dự án mà có tốc độ nhanh cũng không nghĩa là dự án tốt, tại vì nếu có tốc độ nhanh mà an toàn thì các bạn sẽ hy sinh cái tính phi tập trung. Và ngược lại một dự án có thể là an toàn, phi tập trung nhưng mà sẽ không có nhanh như là Bitcoin cho nên nếu như mà các bạn nói là một dự án tốt hơn hay là xấu hơn chỉ dựa theo một cái phương diện duy nhất là tốc độ thanh toán là nhanh hay là chậm nếu như mà cả thế giới này chỉ quan tâm đến tốc độ thanh toán thì không có ai quan tâm đến crypto cả tại vì các bạn có thể sử dụng một cái công ty hoàn toàn tập trung như là visa tốc độ cực kỳ nhanh tại vì tất cả đều rất tập trung nhưng mà sẽ không được an toàn sẽ không được phi tập trung đây là cái thông tin liên quan đến tốc độ mà thuận muốn chia sẻ với các bạn thì đây là những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thu hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn